Và chắc chắn sau video này các bạn sẽ có một tấm bản đồ thành công cho cuộc đời của mình nha. Sẽ có một phần quà đặc biệt trong video này. Live a meaningful life. Mặc quần áo đúng màu theo năm sinh, theo mệnh, giúp bạn luôn may mắn, mạnh khỏe, mọi chuyện hanh thông trong tình duyên, gia đạo cũng như trong sự nghiệp công danh. Hãy ấn ngay vào kênh Trần Xuân Sơn để xem các video ứng với năm sinh của bạn về cách chọn màu quần áo hàng ngày và các điều bạn cần phải kiêng kỵ trong cuộc sống nha. Và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các bạn đừng quên là hãy nhận phần quà đặc biệt trong video này nha. Các bạn nữ sinh năm 2005 là tuổi Ất Dậu nhé. Và cuộc sống của bạn khá là thăng trầm, lúc lên lúc xuống, có nhiều biến động trong cuộc sống và nhiều thăng hoa về cảm xúc. Hồi bé thì các bạn gặp khá nhiều may mắn và hạnh phúc, không chỉ là về tình cảm mà cả về vật chất nữa. Khi lớn lên thì công việc cũng gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Bước sang tuổi trung niên thì cuộc sống có vẻ là sẽ ảm đạm đi nhiều. Trong công việc thì sẽ gặp khá nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiền tài và vận mệnh. Tuy nhiên, một thời gian ngắn về sau, tất cả sẽ đều rất là tuyệt vời và ok nếu các bạn nỗ lực làm việc và cống hiến cho cuộc sống nhé. Các bạn có tuổi thọ trung bình là tầm từ 76 đến 80 năm. Nhưng nếu các bạn tích cực làm nhiều điều tu tâm, tích đức và làm việc thiện thì tuổi thọ lại còn kéo dài thêm nữa. 1. Bạn là ai theo phong thủy? Các bạn nữ sinh năm 2005 là tuổi Ất Dậu, là tuổi con gà nhé. Và được tính ngày dương là các bạn sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 2005 đến ngày 28 tháng 1 năm 2006 thì được tính là sinh vào năm Ất Dậu âm lịch năm 2005 nhé. Và theo mệnh thì các bạn thuộc mệnh thủy là tuyền trung thủy, nghĩa là nước trong khe suối chính là nguồn sống của mọi cây cối trong rừng đó. Và có ba con giáp là tam hợp, chính là Tị Dậu Sửu, nghĩa là những người sinh vào 3 năm Tị Dậu Sửu này sẽ rất là hợp chơi với các bạn, làm ăn cũng rất là ok. Bên cạnh đó thì có bốn con vật chính là tứ hành xung, chính là Tý Ngọ Mão Dậu, chính là những người mà sinh vào năm này. Những 4 năm này sẽ khá là khắc với các bạn cả trong cuộc sống lẫn công việc. Các bạn nên tránh làm việc làm ăn với cả những người như thế này nhé. Có 4 con số rất hợp và may mắn với các bạn chính là số 2, số 5 và số 8. Thứ hai, hướng nhà. Theo bát quái thì các bạn nữ sinh năm 2005 là thuộc vào cung Khôn, nghĩa là các bạn là thuộc vào Tây Tứ Mệnh. Có 2 hướng rất hợp với các bạn, đó chính là hướng Đông Bắc và Tây Bắc. Cho nên là nếu các bạn chọn những ngôi nhà hoặc là bàn làm việc hướng về, hoặc là cửa phòng hướng về hướng Đông Bắc hoặc Tây Bắc thì sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sinh khí, may mắn và tài lộc trong công danh cũng như trong cuộc sống. Và trái lại thì cũng có 2 hướng khác với cái mệnh của bạn theo bát quái, đó chính là hướng Đông Nam và hướng Bắc, chính là 2 hướng khác các bạn không tốt nhé. Cho nên các bạn nên tránh 2 hướng này ra thì chắc chắn các bạn sẽ gặp thêm nhiều may mắn và cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời hơn. 3. Nên lập gia đình với người tuổi nào? Vâng, ngoài những yếu tố liên quan đến sự tin tưởng và tình yêu thương dành cho nhau ra, tìm hiểu nhau trước khi đi đến hôn nhân, thì nếu các bạn tìm được cho mình một vị hôn phu trong tương lai hợp mệnh, hợp tuổi với mình thì chắc chắn là sau này đó là một đám cưới vô cùng tuyệt vời và cuộc sống sau này của vợ chồng bạn sẽ trở nên rất là ấm êm và hạnh phúc. Thì các bạn có thể tham khảo một số năm của bạn nam, đó chính là năm 1993 này, 1997, 2001, 2004 và 2005 nhé. Bên cạnh đó cũng có một số năm sinh khắc với mệnh của các bạn, thì các bạn nếu mà được thì các bạn cũng nên né một số bạn nam nó ra để tránh cuộc sống sau này về sau sẽ bị cọ miệng nhiều, bất đồng trong quan điểm, trong cuộc sống và cũng như trong công việc của cả con cái nữa. Thì đó chính là một số năm là bạn nam sinh năm 90, sinh năm 99 và sinh năm 2008 nhé. Thứ tư, bạn nên sinh con năm nào? Vâng, sau khi đã tìm cho mình một vị hôn phu tuyệt vời rồi thì việc lựa chọn những cái năm mà sinh em bé hợp mệnh với mình thì sau này cũng sẽ rất là tuyệt vời trong tương lai. Thì các em bé chính là nhân tố sẽ phù cho vợ chồng bạn làm ăn tốt hơn, hạnh phúc hơn. Và ngược lại, các bạn nếu mà phù cho con bạn sau này sẽ trở nên là vượt trội hơn, thông minh hơn và khỏe mạnh hơn. Thì các bạn có thể tham khảo một số năm là nếu mà được thì bạn nên kế hoạch sinh vào những năm đó chính là 2022, 2027, 2030, 2031 và 2033. Và một số năm khắc với mệnh của bạn đó chính là một số năm là 2020, 2023 và 2029. Thì nếu mà được thì các bạn cũng nên kế hoạch để tránh 3 năm đó ra, thì sau này chúng mình có thể là tránh được một số cái rủi ro trong tương lai không cần thiết nhé. 5. Bạn nên làm nghề gì? Vâng, vì bạn là mệnh thủy cho nên một số nghề sau có thể rất là phù hợp với bạn và nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc và thuận lợi cho công việc của các bạn về sau. Đó là những nghề liên quan đến mệnh kim, mệnh thủy và mệnh hỏa. Vâng, đó là những nghề liên quan đến vật liệu xây dựng là sắt, thép, liên quan đến kim loại đó. Tiếp theo là những nghề liên quan đến kim khí, buôn bán kim loại, điện tử, điện lạnh, viễn thông, máy móc, cơ điện, chế tạo máy, chế tạo ô tô, sửa chữa ô tô, xe máy. Một số nghề khác đó chính là liên quan đến ngư nghiệp, hải sản, làm việc trên sông nước, buôn bán về
nước giải khát, xăng dầu liên quan đến mệnh thủy đó. Ngoài ra nghề ẩm thực, quán ăn, khách sạn, nhà hàng, chụp ảnh, sản xuất kính mắt, thiết bị điện, luyện kim. Rồi tiếp theo là những nghề liên quan đến nhà báo, giao thông, chuyển phát nhanh, khách sạn cũng là những nghề rất tuyệt vời. Và những nghề liên quan đến du lịch, quảng cáo, hàng không, xuất nhập khẩu cũng rất là hợp với cái mệnh của các bạn nhé. Ngoài ra cũng có một số nghề các bạn nên tránh, bởi vì đó là nghề thuộc vào mệnh thổ, là mệnh khắc với các bạn. Thì đó là những nghề liên quan đến cát, sỏi, đá, những nghề liên quan đến thổ đấy ạ. Vâng. Và nghề mở đường, chăn nuôi, nông nghiệp, những nghề liên quan đến luật sư, quan tòa, quản lý thiết kế, thư ký kế toán, hoặc là buôn bán những tất cả những đồ liên quan về thổ, về đất là các bạn nên tránh ra. Đặc biệt là còn nghề nữa là nghề buôn bán bất động sản nữa, thì đó là khắc với các bạn, bởi vì nó thuộc vào nghề mệnh thổ, thổ khắc thủy mà, cho nên các bạn nên tránh nghề đó ra, lựa chọn hơn là lỗ lực mà. Nếu các bạn lựa chọn vào những nghề mà nó không may mắn ấy, thì sau này các bạn sẽ rất là vất vả để thay đổi. Cho nên các bạn nếu mà lựa chọn tốt ngay từ đầu là tốt nhất. Thứ 6, bạn nên mặc màu gì hàng ngày? À vâng, đa số các bạn nữ trẻ, đặc biệt là tuổi các bạn, là không để ý đến cái điều này đâu. Nhưng nếu các bạn biết đến kỹ thuật, cái bí quyết này để có thể kết hợp được đúng những màu thời trang, đúng theo phong thủy, theo mệnh của mình, thì chắc chắn là nó là một nhân tố quan trọng sẽ giúp bạn vượt xa các bạn của bạn. Và đó cũng là một cái nguyên nhân giúp bạn có thêm nhiều may mắn hơn, và tự tin hơn, và năng lượng cao hơn, thành công hơn nhé. Thì một số thì được cái đầu tiên là trong cuộc sống hàng ngày thì các bạn nên mặc màu đúng theo mệnh thủy của các bạn, đó chính là màu đen, màu xanh nước biển. Khi các bạn mặc màu đúng mệnh thì các bạn sẽ cảm thấy trong ngày chúng ta rất là tự tin, năng lượng, và chúng ta cảm thấy rất thoải mái nhé, vì nó là mệnh của chúng ta mà. Và cái điều thứ hai là khi các bạn làm những việc quan trọng, ví dụ như là đi ký những hợp đồng nhà cửa, đất đai, xe cộ, nói chung việc gì quan trọng, thì các bạn nên mặc những màu liên quan đến mệnh mộc, bởi vì là thủy sinh mộc mà, thì chính những màu mà bạn sinh ra nó sẽ mang lại tài lộc, may mắn cho các bạn, đặc biệt là về tiền tài nhé. Vâng. Và trường hợp thứ ba đó chính là khi các chị em đi nghỉ mát, đi du lịch, thì chúng ta nên chọn những màu sinh ra chúng ta, chính là màu của mệnh kim ạ. Kim sinh thủy mà, vậy cho nên là các bạn nên mặc những màu là màu trắng, màu ghi sáng, màu ghi đậm, đó chính là màu của mệnh kim, thì nó sẽ giúp chị em tái tạo năng lượng rất là nhiều, và chúng ta sẽ cảm thấy là năng lượng chúng ta sẽ quay trở lại rất là nhanh, và nhanh chóng rồi chúng ta lại trở lại 100% năng lượng, vô cùng tích cực, thoải mái và tự tin để quay lại về công việc hàng ngày, tiếp tục tạo thêm giá trị cho cuộc sống nhé. Và ngoài ra cũng có một số màu liên quan đến mệnh thổ, chính là mệnh khắc với các bạn, thổ khắc thủy mà, thì đó chính là màu nâu đất và màu vàng nhé. Thì các bạn nên tránh hai màu này ra, bởi vì khi các bạn mặc này vào, bạn sẽ cảm nhận thấy rõ ràng là mình cảm thấy khá là thiếu tự tin, tụt năng lượng rất là nhanh, và mình cảm thấy khá là xui xẻo hàng ngày. Cho nên các bạn nên tránh màu nâu đất và màu vàng ra nhé. Và sinh năm 2005 thì có hai bạn nữ rất là nổi tiếng, đó chính là YouTuber Jennie Huỳnh của Việt Nam và một sao nhí khá nổi tiếng của truyền hình Hàn Quốc, đó chính là Yeon Hong. Và nếu các bạn có thể nhìn thấy một số bức ảnh bên này thì các bạn có thể thấy là hai bạn nữ này rất là tinh ý trong việc kết hợp màu thời trang đúng theo phong thủy của các bạn ấy. Vậy cho nên qua bức ảnh này các bạn có thể thấy là họ luôn tràn đầy năng lượng, và cũng chính nhờ thế mà các bạn có thể là đạt được nhiều may mắn và thành công trong cái sự nghiệp công danh, đến bây giờ các bạn đã trở nên rất là nổi tiếng và thành công rồi. Và mình tin chắc rằng nếu các bạn cũng nắm được bí kíp này và các bạn ứng dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của các bạn thì các bạn cũng gặp rất nhiều may mắn và thành công. Và mình chúc cho các bạn luôn luôn may mắn và thành công nhé. Hy vọng rằng với những chia sẻ này các bạn đã hiểu hơn về bản thân mình và có thêm nhiều kiến thức giúp cho cuộc sống của mình trở nên may mắn hơn và thành công hơn. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào hoặc góp ý gì thì xin comment xuống bên dưới nhé. Phần quà đặc biệt cho các bạn trong video này đó chính là một tấm bản đồ gồm 6 phần mà mình đã chia sẻ bên trên, được in màu và ép plastic rất đẹp, và như thế thì các bạn có thể là về nhà các bạn có thể dán lên ở đâu đó, hoặc ở đầu giường, hoặc ở trong phòng ngủ, hoặc là trong phòng khách, hay là ngay cạnh bếp, thì các bạn có thể theo dõi hàng ngày và áp dụng một cách tuyệt vời nhất nhá. Và đặc biệt hơn nữa cho các bạn đã xem đến đoạn này của video, đó chính là các bạn sẽ nhận được một mẫu thời trang đúng màu theo mệnh của bạn, và các bạn hãy ấn vào link ở bên dưới trong phần mô tả để tham gia vòng quay may mắn để chọn ra phần quà của mình, và đừng quên để lại các địa chỉ để mình có thể ship hàng cho bạn nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ấn đăng ký kênh Trần Xuân Sơn. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào. Live a meaningful life.